Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 17 tháng 11 năm 2024, tức ngày 17 tháng 10 âm lịch, ngày Ất Dậu, trực, khai, tốt mọi việc, trừ động thổ, an táng, tuổi sổ ngày, Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu. Tuổi hợp trong ngày, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục. Giờ hoàng đạo, Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Tây Bắc, hướng Đông Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi may mắn ngập tràn trong ngày chủ nhật này sẽ là tuổi Thìn, tuổi Mùi, tuổi Thân và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 17 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, ngày có tác động của tương phá nên con giáp tuổi Tý cảm thấy lười hơn, không muốn dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần vì có cảm giác cứ làm xong lại có người bày bừa. Bạn có thể tức giận nhưng vì không muốn làm mọi người mất vui nên lại im lặng. Thiên ấn ghé thăm hôm nay báo hiệu tuổi Tý đang bước vào một giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội phát triển trong công việc, có thể nâng cao vị thế trong sự nghiệp khi được giao những nhiệm vụ quan trọng. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt, lúc này bạn có nhiều lựa chọn hơn cho cuối tuần của mình. Bạn có thể tập thể dục thể thao, đi ăn, uống cà phê, những hoạt động này ít nhiều cũng sẽ giúp tinh thần bạn được xoa dịu sau những ngày bận rộn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, mọi thứ cứ thế xảy ra và không bao giờ để bạn sẵn sàng hay chuẩn bị tốt đâu. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, hãy thật thà thừa nhận điểm yếu của mình và nhờ tới sự hỗ trợ của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, hãy dành lời ngọt ngào, yêu thương tới một nửa của mình ngay đi nhé. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, bạn hoàn toàn có khả năng tạo nên nhiều điều tốt đẹp hơn bạn có thể nghĩ. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, có cảm giác an toàn với những gì mà mình đã cố gắng tạo dựng. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, con giáp tuổi Sửu tận hưởng cảm giác hạnh phúc êm đềm vào ngày cuối tuần với sự trợ giúp của tam hợp. Nhìn chung, cảm xúc của bạn trong đời sống tình cảm, quan hệ xã giao rất tích cực. Bạn cũng khéo léo hơn trong việc tận dụng ưu thế của mình để lần lượt đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, tránh lừa dối hay quá mưu mẹo khiến người khác thù ghét. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để tuổi Sửu xem xét các cơ hội đầu tư mới với sự giúp sức của thiên tài, hứa hẹn tiền vào như nước. Những người trong thời gian này, cuộc sống có những chuyển biến tích cực. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, bạn kiểm soát được cảm xúc của mình trong tình huống khó chịu. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, với những gì vừa trải qua, bạn có cảm giác như vừa tỉnh cơn mơ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, một số thứ bạn tìm kiếm cuối cùng lại ở ngay trước mắt mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, trước khi mua sắm gì nên cẩn thận tham khảo giá và nhu cầu của bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, ký ức cũ đang khiến bạn trở nên bồi hồi hơn khi nghĩ về. Con số may mắn 8, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, hồng, vàng, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, tâm trạng không tốt nên tuổi Dần không ít lần chán nản với sự tác động của kiếp tài. Kỷ luật đóng vai trò hết sức quan trọng nếu bạn muốn giải quyết các công việc hiệu quả. Một số biến động về khía cạnh tài chính lúc này có thể làm bản mệnh lo lắng. Bạn vốn tự tin vào túi tiền và ngân quỹ, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì bạn mong đợi. Ngày cuối tuần nhưng bận rộn khiến bản mệnh như muốn phân thân để có thể làm được nhiều thứ cùng lúc. Bạn vừa muốn bay nhảy khắp nơi, hoạt động năng nổ, vừa muốn lười biếng, ở nhà và nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, có thể bạn không vui với những thay đổi nhưng nó là cần thiết. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, chồng chất những ưu tư trong lòng vào những ngày này. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, khó khăn khi giao tiếp và hiểu được mong muốn của người đối diện. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, có ai đó mang lại cho bạn hứng khởi, muốn tìm hiểu điều thú vị.
Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, hôm nay bạn có phần trầm ngâm, không muốn chia sẻ quá nhiều. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, con giáp tuổi Mão trong ngày cuối tuần nhưng không thể bình an được với ảnh hưởng của tương xung. Lúc này một mớ tâm trạng hỗn độn và cảm xúc rất khó hiểu, nhưng may mắn cuối ngày bạn đã nghĩ thông suốt mọi việc. Tỷ kiên mang đến cho bạn trở ngại và thách thức, nhưng tuổi Mão nên lạc quan nghĩ rằng bạn đang đón những cơ hội để nhìn nhận lại cuộc sống hiện tại, thúc đẩy bạn thực hiện kế hoạch để thay đổi bản thân. Giai đoạn này, lưu ý là hãy chi tiêu rẻ rẻ một chút bởi kế hoạch chưa chắc đã diễn ra như ý bạn muốn đâu. Đừng vội vàng mua sắm hay phung phí tiền bạc một cách lãng xẹt. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, cảm thấy hoang mang với một số sự kiện xảy ra gần đây. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, những rào cản trong văn hóa, lối sống khiến bạn khó xử. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, có vẻ như bạn đang nhìn nhận mọi việc theo hướng tiêu cực. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, đừng để những nỗi sợ hãi choán hết tâm trí khiến bạn lạc bước. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, hãy thông cảm cho hoàn cảnh của một người ở phương xa. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường trắng, hồng, quý nhân phù trợ Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, lục hợp là thời điểm lý tưởng để bạn tập trung vào công việc với sự tỉ mỉ và cẩn thận. Khả năng phát hiện cơ hội mới sẽ giúp bạn vươn lên, thậm chí vượt qua cả đồng nghiệp. Ngày tuổi Thìn đón chào chính tài như là thần tài đang tới vì tình hình tài chính đang được cải thiện. Nếu có thể, bạn nên tìm kiếm thêm các hướng phát triển để gia tăng thu nhập. Hạnh phúc đơn giản có thể chỉ là những cuộc trò chuyện dài vô tận hay tranh luận về một chủ đề nào đó với bạn bè, người yêu. Cuối tuần hãy dành thời gian cho người thân trong gia đình nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, sự hài hước, thú vị của ai đó khiến ngày hôm nay của bạn vui vẻ hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, may mắn nhận được món quà của người thân ở xa. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, cẩn thận kiểm tra xem bạn có đang quên món đồ nào không. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, tìm thấy được những cơ hội mới từ những việc không phải ai cũng biết. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đừng quá kén chọn, hãy đơn giản là đón nhận mọi thứ tùy duyên. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, đào hoa nở rộ trong ngày tuổi Tỵ có tam hợp nâng đỡ. Chính bản mệnh cũng không hiểu lý do vì sao nhiều người quan tâm và chú ý đến vậy. Thậm chí khi bạn vô tình tham gia một cuộc gặp gỡ với mọi người, cũng có người để ý và ngỏ ý muốn quan tâm tới bạn. Ảnh hưởng của thương quan nên một số sự thật bất ngờ mà tuổi Tỵ phải đối mặt trong hôm nay khá khó xử. Nhưng may mắn là bạn vẫn giữ được bình tĩnh khi mọi việc không theo ý muốn. Cuối tuần, bạn sẽ nhận ra rằng không phải cứ tiêu tiền thì mới có niềm vui. Bằng cách tìm kiếm niềm vui trong những thứ đơn giản hoặc được hòa mình với thiên nhiên, cùng người thân, bạn bè, bạn cũng có thể gia tăng cảm giác hạnh phúc cho mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, những bản nhạc u buồn có thể khiến bạn buồn nhiều hơn đấy nhé. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, may mắn tìm được nguồn thông tin cực kỳ hữu ích, hay ho. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, không nên vội vàng, hãy tập trung vào tốc độ của chính bạn. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, bạn cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một trải nghiệm hay hoạt động thú vị. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, hãy lắng nghe tâm sự buồn của ai đó, đừng vội đưa lời khuyên. Con số may mắn 8, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, hôm nay, con giáp tuổi Ngọ đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hãy làm theo những gì bạn thực sự thích thú. Trực giác của bạn với sự nâng đỡ của thực thần nên lúc này rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Một giai đoạn mới đầy hứa hẹn trong cuộc sống mở ra khi bạn tỉnh thức và bắt đầu hành trình thay đổi bản thân và lối sống của mình. Bạn hiểu rằng bạn là người kiểm soát mọi thứ, dù vui hay buồn thì cũng là cách cuộc sống phản ánh đúng con người của bạn. Lúc đang tự tin và sáng suốt, tuổi Ngọ hãy lập kế hoạch thật chi tiết và dự đoán mọi rủi ro để tránh vấp phải những sự cố đáng tiếc trên hành trình thực hiện hóa mục tiêu. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, một khi ước muốn của bạn rõ ràng, bạn sẽ được hỗ trợ để thực hiện nó. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, bạn không thể giấu nổi nỗi bất an mà bạn đang có ngay lúc này. Tử vi tuổi Mậu Ngọ,
Hỏa, hãy dành thời gian để chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho cuối tuần. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, vận may gõ cửa, giúp cho mọi việc lúc này trở nên thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, hãy quan tâm hơn tới những người thực sự yêu mến mình. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: tím, đỏ. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, thiên tài hỗ trợ để các cơ hội tiền bạc mở ra đối với người tuổi Mùi nhiều hơn. Bản mệnh có thể cân nhắc tham gia các công việc làm thêm sẽ giúp bạn cải thiện tài chính và cảm thấy an tâm hơn trong việc quản lý tiền bạc. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ mang đến cho bạn sự thịnh vượng và những thành quả xứng đáng trong tuần này. Vì vậy, hãy dành cả trái tim để hiện thực hóa những mục tiêu, ước mơ của mình. Cuối tuần là thời điểm có thời gian rảnh rỗi, đó sẽ là thời điểm tốt để không ngừng học hỏi, cải thiện các kỹ năng của bản thân, tự tin khẳng định năng lực của mình. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, đừng vội vàng kết đôi, bạn nên dành thời gian để tìm hiểu mọi thứ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, nếu đang băn khoăn về một điều gì đó, bạn nên chủ động hỏi trực tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, thầm ngưỡng mộ thành tích nào đó của ai vừa đạt được. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, đừng tập trung quá nhiều đến những người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn bạn nhé. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, đen. Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, nhờ tam hội mà tuổi Thân cảm nhận được sự thiêng liêng của tình thân. May mắn thay, bạn có những người thân, bạn bè luôn bên cạnh và ủng hộ mọi quyết định của bạn. Tuổi Thân có nhiều cơ hội đến mỗi lúc một nhiều trong ngày có chính quan nâng đỡ. Hãy cân nhắc thật kỹ những cơ hội đến với bạn, điều gì thật sự phù hợp với tầm nhìn và kết quả mà bạn hướng tới. Vào cuối tuần, bạn sẽ dành toàn bộ thời gian cho bản thân và những thú vui tiêu khiển lành mạnh. Nhìn chung, bạn trân trọng từng giây phút đang trôi qua trong cuộc sống của mình. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, bạn không nhận ra bản thân sáng tạo hơn bạn vẫn tưởng đấy. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, nếu cần, hãy tìm tới những người đáng tin cậy để làm rõ khúc mắc. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, hãy thuận theo dòng chảy cuộc sống, bạn sẽ tốn ít năng lượng hơn. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, luôn có cơ hội để thành công, quan trọng là bạn khai thác tới đâu. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hôm nay đơn giản là chỉ giữ vững lập trường của mình. Con số may mắn 6, 0, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường: vàng, trắng. Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, ảnh hưởng của tự hình khiến tuổi Dậu có xu hướng nghĩ ngợi nhiều trong ngày hôm nay. Bạn nên dừng bớt sự mơ mộng này bằng cách bắt tay vào hành động, thực hiện những gì bản thân có khả năng làm được. Tuổi Dậu có vẻ bạn đang khao khát làm mới cuộc sống hiện tại. Những hoạt động thường nhật và những yếu tố khác không khiến bạn cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với tác động của thiên quan. Mỗi ngày trôi qua, bạn đều cảm thấy trì trệ, không thấy được tiềm năng phát triển của bản thân. Giai đoạn kiếm tiền khó khăn, dù là ngày cuối tuần, bạn cũng thích mua sắm, nhưng lúc này chỉ nên xuất tiền khi đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Về khía cạnh đầu tư, nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nỗi buồn sẽ gia tăng nếu bạn cứ vùi mình trong quá khứ. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, cách duy nhất lúc này là chấp nhận sự thật như nó vốn có. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, bước vào những thay đổi, bạn sẽ cảm thấy khó khăn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, chẳng có gì phải sợ hãi, hãy tiếp tục tiến lên trên hành trình của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, không cho ai đó vượt xa khỏi những giới hạn mà bạn đã đặt ra. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường: đen, ghi. Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, cuối tuần là những ngày tuyệt vời để bạn giao lưu với những người xung quanh với sự che chở của tam hội. Nhiều người tuổi Tuất còn kết thêm vài người bạn mới chung ý tưởng trong các cuộc gặp gỡ. Ngày có chính tài nên tiền bạc đổ về túi Tuất nhiều hơn các ngày khác trong tuần. Thế nhưng bạn cũng có thể sẽ hơi phung phí mua sắm đồ đắt tiền. Trong giai đoạn này, hãy kiềm chế cám dỗ đi nhé. Càng đi và gặp gỡ nhiều người, bạn càng thấy mình nhỏ bé khi có quá nhiều người tài giỏi, thông minh ngoài kia. Họ không khiến bạn tự ti mà lại trở thành động lực để bạn nâng cao quyết tâm của mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, may mắn được hỗ trợ thực hiện lời hứa hôm nay. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, cảm thấy được trân trọng và yêu thương nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, không phải cứ từ chối là được, bạn vẫn chấp nhận vì cả nể. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, bạn dễ bỏ lỡ một số sự kiện hay ho vì thiếu sự tập trung.
Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, chăm sóc sức khỏe thật tốt với tình hình thời tiết hiện tại. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chính ấn khuyến khích tuổi Hợi nghĩ lớn, làm lớn. Dù bạn có dự định làm bất cứ việc gì, có thể nói đây là thời điểm đầy hứa hẹn để thực hiện những kế hoạch bạn ấp ủ bấy lâu. Với kinh nghiệm đã có, bạn khá thận trọng trong tiến trình thực hiện mọi việc trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu kỹ, có thêm thông tin, cân nhắc các kế hoạch và cả biện pháp đề phòng cần thiết. Cuối tuần, bạn sẽ được xoa dịu bởi những bữa ăn ngon và cuộc hẹn thú vị bên ai đó, hoặc có thể đi du lịch gần chỗ bạn ở, bạn sẽ có được những trải nghiệm vui vẻ. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, hãy vui vẻ nói lời từ chối với những gì không còn phù hợp với bạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc thêm nữa vào lúc này làm gì. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, càng trưởng thành, bạn càng nhận ra nhiều vấn đề đáng buồn. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, đổi góc nhìn là bạn sẽ cảm thấy ngày nào cũng đáng để học hỏi. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, bạn đủ khôn ngoan để đánh giá tình hình hiện tại của mình. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh lam, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 17 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Sửu, Thân. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Mão, Dậu. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!